đang đường xá rất là khó khăn, đường đi từ Hủa Xây đi gì nhỉ, đi Bắc Bắc, đây là một đường mà khó đi nhất ở Việt Nam, đường như lại Paris, Dakar. Đây cũng là khách đường đáy rồi, đây là cái danh ấy, đường cái danh là khách đường đáy đấy, đường ngay thì mà nó cũng phải 30 cây số đường ngay, không phải là 2 km.